Độc hành thiên hạ tập 95 Đây là Thái Hoàng Thần Vương Khai Thiên Ấn bị hắn học được hoàn chỉnh từ công đức Kim Luân Diệu Bảo Quyết Thúc Dục vì lực cực kỳ hùng mạnh. Nếu chỉ so về lực công kích mà nói còn thắng hơn một bậc so với Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn. Hắn thu hoạch không chỉ có như vậy đánh một trận với tàn điểm của Thái Hoàng Thần Vương khiến cho tiềm lực của hắn phát huy ra vô hạn không ngừng luyện hóa thuần dương linh khí tu vi lại được nâng cao, gần như tới thân dương nhị phẩm đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới của tam phẩm. Diệp Phúc phun ra một ngụm trọc khí, chỉ thấy vô số lôi đỉnh từ trong miệng hắn phun ra theo, hóa thành nước lũ cuồn cuộn oanh tới xa xa. Chỉ nghe thêm một tiếng nổ thật lớn, hắn phun ra trọc khí, làm cho nguyên một tòa núi nhỏ bị san bằng, oanh thành bột mịn. Đây là do lôi sát lôi đỉnh tích xúc trong cơ thể hắn nhiều lắm, sau khi luyện hóa có tạp chất không thể hấp thu được bị hắn phun một hơi ra ngoài cơ thể lão đệ người quá biến thái già la minh tôn ngơ ngác nhìn toàn đối nhỏ kia quay đầu lại rồi nói ừ diệp huynh lịch giác rất biến thái bạch nam hiên tỏ vẻ đồng ý kiến nóng lòng muốn thử nói tiếp diệp huynh hay là ngươi thử đổ kiếp một lần nữa đối kháng với hóa thần tàn niệm thái hoàng thiên thần vương nó không chừng tu vi của người tiếp tục đột phá tăng nhanh Diệp Phúc lắc đầu phủ định chủ ý này, cười mà nói: Ta muốn một lần độ kiếp thì uy lực của kiếp số mạnh hơn rất nhiều. Nếu tiếp tục đưa tới hóa thành Thái Hoàng Thiên Thần Vương, ta không có một chút nắm chắc nào hết. Kiếp số nâng cao sẽ hình thành uy lực khác nhau. Thần Vương hóa thân thực lực sẽ cao hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa cảm ứng với mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên càng mạnh. Nếu như lôi kiếp của ta tiếp tục nâng cao mà nói, tiến hóa ra Thần Vương chỉ sợ rất nhanh sẽ gặp phải loại tuyệt đại cường giả như Minh Tôn này. Giàn Lam Minh Tôn gật đầu bảo đúng, trầm giọng nói. Không sai, hóa thân thần vương và bắc hải bí cảnh, lực cảm ứng càng mạnh, thực lực lại càng mạnh. Không thể đánh giá được hóa thân thần vương lúc sau xuất hiện sẽ có thực lực như thế nào. Tuy nhiên có thể khẳng định là, nếu Diệp Lão Đệ đưa thiền kiếp lên tới trình độ tam hoàng cảnh, viên mảnh vỡ thái hoàng thiên này, toàn bộ bắc hải bí cảnh, chỉ sợ trong nhánh mắt sẽ bị hắn luyện hóa mất, biến thành một pho tượng hóa thân Thái Hoàng Thiên Thần Vương. Tới lúc đó, hắn phát ra một lũ khí tức, liền có thể đè chết chúng ta rồi. Chuyện này không cần mạo hiểm thì tốt hơn. Thái Hoàng Thiên Thần Vương tàn điểm, trải rộng Bắc Hải bí cảnh, thuộc lại tồn tại trong U Minh. Loại tồn tại thần bí này, cho dù tử vong không biết bao nhiêu vạn năm, cũng không dễ dàng trêu chọc được. Bắc Hải bí cảnh, bí mật nhiều lắm, bảo tàng cũng nhiều lắm, ba tháng làm sao có thể tìm tòi nơi này một lần được. Diệp Phúc dương mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy bọn họ thăm dò qua bắc hải bí cảnh, chỉ là một sợi lông trên thân một con trâu mà thôi. Những nơi khác còn rộng đến gấp cả trăm lần lãnh thổ một quốc gia cũng chưa bị thăm dò qua. Muốn cướp đoạt nơi này một lần, không có thâm niên trên dưới một trăm năm là không thể được. Hắn đột nhiên tâm niệm vừa động, cười mà nói. Mình tôn, lấy pháp lực của người, có thể nhấc được ngọn núi, con sông, ở trong bắc hải bí cảnh này lên hay không tất nhiên là có thể già lam minh tôn hiếu kỳ nói người muốn đem đi nơi nào ý tưởng của diệp húc rất đơn giản nếu không đủ thời gian sưu tầm chung quanh bắc hải bí cảnh này một lần tìm bảo vật vậy thì thu hết những thứ ở nơi đây hết thảy đem đi trước tiên biến thành của mình sau đó chậm rãi tìm kiếm bảo bối trong đó sau bạch nam hiên nghe vậy hai mắt không khỏi sáng lên vỗ tay cười mà nói ý kiến hay lắm Tuy nhiên yêu tộc ta không có ngọc lâu, chỉ có bức họa cuốn này. Bảo giới bên trong đó chỉ sợ không chứa nổi mấy tòa núi lớn. Già Lam Minh Tôn lắc đầu nói, đại tôn ta trong tay chỉ có một cái quan tài này, thêm vào thiên khuyết chiến kích. Trong quan tài có tiễn khí nghệ hoàng, cái gì bỏ vào cũng bị xé vỡ. Mà thiên khuyết chiến kích vì theo đuổi lực lượng, không có lưu cái gì gọi là bảo hồn giới ở trong đó cả. Diệp Phúc cười tủm tỉm nói, Minh Tôn, Bạch Huynh, các người cứ yên tâm, Tiểu đệ cái khác không có, nhưng Ngọc Lâu bảo tháp quá nhiều. Còn có một tòa Nam Thiên Môn, đừng nói là mấy tòa núi lớn, sông dài này. Cho dù đã thu hết toàn bộ Bắc Hải Bí Cảnh, tiểu đệ cũng có thể mang đi được. Già Nam Minh Tôn lập tức tỉnh ngộ ra. Diệp bố có một tòa Nam Thiên Môn. Tuy rằng không đã tiết trình độ có thể phong ấn trừ thiên, nhưng Bắc Hải Bí Cảnh cũng không phải là thiên giới đầy đủ, mà là một mảnh vỡ thái hoàng thiên. Cho dù thu toàn bộ Bắc Hải Bí Cảnh vào Nam Thiên Môn, chỉ sợ cũng chẳng nhằm nhỏ gì hết đáng tiếc chính là cho dù là già la minh tôn lão quái vật tam bất diệt cảnh như vậy cũng không có khả năng có pháp lực thông thiền như vậy có thể khuân vác được toàn bộ bắc hải bí cảnh diệp phục lấy ra ngọc lâu già la minh tôn động thủ ngay lập tức thi triển tu là thiền quốc nắm một toàn núi lớn lên nhét vào bên trong ngọc lâu của hắn thực lực của già la minh tôn cực đoàn mạnh mẽ không có khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh liền có thể thu được cửa chính đức nhưỡng trong bản hoàng lăng. Lúc này tu vi của hắn đã khôi phục, cho dù là núi lớn ở trong thiên giới Bắc Hải bí cảnh, hắn cũng có thể nhấc lên được, khiêng được một cách dễ dàng. Ba người một đường tiến về phía trước, đi qua nơi này là những dãy núi lớn, nơi đó bị nhổ lên tận gốc. Một con sông thiên giới cùng địa mạch hết thảy bị rút ra, gửi vào trong ngọc lâu của Diệp Húc. Thậm chí bọn họ còn phát hiện ra dưới dãy núi có không ít linh vật như địa sát khí, không ít địa sát khí cũng bị giả nam minh tôn lôi lên. Thái Hoàng Thiên của cải quả thực là kinh người. Diệp Phúc không khỏi cảm thán, địa sát khí cực kỳ quý báu, cho dù là các đại thánh địa cũng không có bao nhiêu. Cho nên ứng tông đạo khi nghe thấy Diệp Phúc cần 36 loại sát khí, thiền sát khí rèn luyện nguyên thần nguyên thai mới đánh trống đảng, không muốn cho hắn. Nhưng ở trong Bắc Hải bí cảnh này, ngắn ngủi vài ba canh giờ, bọn họ đã sưu tầm được hơn hai mươi địa sát đầy đủ rồi. Bạch Nam Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi bọn họ đi qua, lưu lại một phiến đất trống, phạm vi hơn ngàn dặm, trống không không có một vật. Nơi chúng ta đi qua, không còn một cọng cỏ, loại hành vi này giống như là của ma đầu gây nên. Hắn lẩm bẩm cất tiếng nói. Bạch Nam Hiên trời sinh tính tình phúc hậu thành thật, chỉ là cảm thấy hành động của già La Minh Tôn và Diệp Húc mơ hồ có chút không ổn tuy nhiên không ổn ở nơi nào, hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Già la Minh Tôn vừa mới nắm lên một tòa núi lớn, chỉ thấy trong núi đột nhiên có một viễn cổ cự thú, đầu như con trâu, như con rồng, đang ngẩng lên. Đánh rát xung quanh, rồi đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tù là thiền quốc của Già la Minh Tôn, không ngờ bị một giống này của nó chấn vỡ. Đây là một đầu viễn cổ cự thú, mạnh mẽ tới đáng sợ. Cái đầu hình rồng, thân hình như con trâu cường tráng vô cùng, nó ngửa đầu rống giận không thôi, chấn cho thân thể Diệp Húc và Bạch Nam Hiên gần như bị văng ra tung tóe, nhất tề ói ra một ngụm máu huyết, mặt vàng như nghệ. Gia La Minh Tôn muốn ra tay đánh chết đầu cự thú này, đột nhiên xa xa cũng truyền tới tiếng gầm rú, tiếng hồ như sấm, chỉ thấy khói nổi lên bốn phương, một đầu cự thú ở sâu trong Bắc Hải bí cảnh cũng chạy tới như điên. Cự thú này khí thế long trời đỡ đất, oanh kích không trung, làm cho nó rung rung lên không ngừng, một đầu kim sĩ đại bằng điêu lẫn dẫn đầu lao tới. Hai cánh mở rộng ra hơn bời dặm, giống như hai phiến kim vân, móng vuốt chụp thẳng tới giả la mình tôn. Lại có một đầu cự ngạc, tức là cá sấu lớn, âm âm chạy tới. Thân thể của nó dài hơn bời dặm, không chút giải thích, xa xa phun trong một dòng nước lũ. Nơi dòng nước đi qua, vạn vật đều bị ăn mòn. Từng đầu cự thú nối đuôi nhau mà tới, hoặc là công kích cẩn thân, hoặc là xa xa phóng thích vô pháp tất cả đều hướng giả Lam Minh Tôn mà công kích đi, trang diện khủng bố tới cực điểm. Mà độc cự thú, long đầu ngưu thần kia đứng lên, cầm cái đại trùy lớn như núi của mình lên, xoay một vòng, chém thẳng tới đầu của giả Lam Minh Tôn. Không thể nào! Giả Lam Minh Tôn tức ngây cả người, nếu như bị nhiều cự thú như vậy vây công, cho dù hắn là ma tộc đại Minh Tôn Vương, chỉ sợ cũng phải nuốt hận tại chỗ. lúc hắn bắt lấy Diệp Húc và Bạch Nam Hiền, xoay người chạy trốn, bảo táp phóng đi, cả giận mà nói. Cái đám khốn kiếp này làm sao lại đối phó với đạo tử ta cơ chứ? Mình tồn người thu đi nhà của người ta, làm hại người ta không có chỗ ở. Nhưng cự thú này ở đây không tìm ngươi thì tìm ai chứ? Bạch Nam Hiền rốt cuộc tỉnh ngộ, nhỏ giọng nói. Già Lam Minh Tôn giận dữ nói, rõ ràng là cái tên tiểu Diệp tử khốn kiếp này bảo ta làm, sao không đi tìm hắn tính sổ? Diệp Húc đứng ở trên lòng bàn tay của hắn, cười mà nói, những cự thú này không biết là ta bảo ngươi làm, đương nhiên là đem tức giận lên trên đầu của ngươi, không tốt rồi. Đầu kim sĩ đại bằng điêu truy đuổi, Minh Tôn đi mau. Già Lam Minh Tôn nâng tay chụp xuống một trường, chỉ thấy kim sĩ đại bằng điêu bị một trường của hắn chụp bay ra xa trăm dặm, nhưng không có bao nhiêu thương tổn, chỉ đứt mấy sợi lông mau mà thôi. Nó chấn cánh mấy lần lập tức đuổi theo. Thân thể của nó mạnh mẽ tới thái quá, ngay cả trường lực của giả Lam Minh Tôn cũng không thể làm nó bị thương được. Giàn Lam Minh Tôn không khỏi dùng mình một cái, vội vàng nhanh chân chạy như điên. Những viện cổ cự thú đang đuổi theo này, không có một con nào yếu hơn kim sĩ đại bằng điêu. Nếu như bị chúng đó vây quanh, chỉ có con đường chết. Ở phía sau bọn họ, từng đầu cự thú vẫn nổ gầm rú, âm âm truy đuổi. Diệp Phúc nhìn xem mà kinh tâm động phách. Đem sông đuôi Bắc Hải bí cảnh đi là chủ ý của hắn. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới hành động này lại khiêu khích nhiều loài tức giận tới như vậy, bình nhiều viễn cổ cự thú đuổi giết như thế. Hiện giờ cự thú đang đuổi theo bọn họ, dĩ nhiên đã vượt qua hơn trăm đầu rồi. Hơn nữa ven đường còn có không ít cự thú từ trong núi rặng ló đầu ra ngoài, gia nhập vào bên trong hàng ngũ đuổi giết, khiến cho đội ngũ đuổi giết càng ngày càng khổng lồ hơn. Cũng may là tốc độ của giả La Minh Tôn không có chậm, chớp mắt bay ra ngàn dặm. Thực lực của hắn cũng rất mạnh, Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Cho Đó dù là kim sĩ đại bằng điêu cự thú loại này, hắn cũng có thể thòng dòng bước lui. Tuy nhiên, những cự thú này tốc độ cũng không chậm. Bọn họ không dễ dàng thoát khỏi đám cự thú này được, bị đuổi càng ngày càng gần hơn. Này Diệp Đạo Đệ, sau này ngươi còn đưa ra loại chú ý này, đừng trách ta dở mặt đấy. Gia Lam Minh Tôn mệt chết đi được thở hồng hộc cả giận nói. Diệp Húc cười gượng hai tiếng rồi nói, điều này sao có thể chứ? Thiên giới sông núi rơi vào bên trong ngọc lâu của ta, khiến cho không gian ngọc lâu mơ hồ có ký tức của thiên giới. Tuy rằng không thể nồng đậm bằng bác hải bí cảnh, nhưng ta tu luyện trong ngọc lâu, tốc độ khẳng định nhanh hơn bên ngoài không ít. Không nói tới bảo vật, từng đó bảo vật đã đủ chứng minh ý nghĩ của ta là không tồi rồi. Đó là chỗ tốt của người, chẳng có nửa điểm ích đợi gì cho lão tử ta. Già Lam Minh Tôn cắm đầu chạy như điên về phía trước, chớp mắt bay sang ngàn dặm, tốc độ như phủ quang lược ảnh băng băng về phía trước. Diệp Húc và Bạch Nam Hiên chỉ thấy những dãy núi lớn thoáng qua hai bên. Hiện nhân vị đại Minh Tôn Vương này đã đẩy tốc độ lên đến cực điểm rồi. Tuy nhiên tốc độ của đám viễn cổ cự thú cũng không chậm chút nào, đuổi theo không bỏ, không ngừng phát ra tiếng giống cao vút, hồ gọi bằng hữu, khí thế long trời lở đất. Đột nhiên giả Lam Minh Tôn thân hình chậm lại, ngay cả Diệp Húc cũng cảm thấy một cỗ áp lực trầm trọng từ phương xa truyền tới. Đây không phải là uy áp của Thái Hoàng Thiên, mà là khí tức vô hoàng, trầm trọng như bầu trời đặt lên trên đỉnh đầu, khiến cho người ta không thể thở dốc. Nơi đó là gì? Diệp Húc ngơ ngác nhìn phía trước, chỉ thấy xa xa trên bình nguyên có một tòa thành lớn tỏa lạc ở đó, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong tòa thành có vô số lầu cát, chiếm diện tích cả trăm dặm. Trong Bắc Hải bí cảnh, mảnh vỡ thái hoàng thiên giới này, đột nhiên xuất hiện một tòa thành lớn như vậy, làm cho người ta không khỏi tạc lưỡi, lấy làm kỳ quái. Đám cự thú kia truy đuổi tới đây, đột nhiên dừng lại, không dám tiếp tục truy kích về phía trước nữa. Tòa thành lớn này dường như có một lực lượng thần bí, trấn phục đám viễn cổ cự thú, khiến cho chúng nó không dám tới gần dù chỉ là một bước. Giàn lam minh tôn dừng lại thở hổn hển ngẩng đầu nhìn lại trong mắt của hắn hào quang sáng rực hẳn lên lộ ra thần sắc tham lam cười ha hả mà nói chẳng lẽ là thiên cung của thần vương thái hoàng thiên này nếu không làm sao có thể trấn trụ được đám viễn cổ cự thú này chứ bạch nam hiên tế khởi bức họa cuốn của mình lẩm nhẩm tìm kiếm lai lịch tòa thành lớn này đột nhiên hắn cười ha hả nói diệp huynh minh tôn tòa thành này không phải là thiên cung mà là hành cung của nghệ hoàng kiến tạo, là nơi nghệ hoàng nghỉ ngơi tạm thời sau khi săn bắn. Trên đây con nói, nghệ hoàng đánh cắp quốc vận của đại hạ, trở thành cộng chủ thiên hạ, không thể để ý tới triều cương, đam về săn bắn, thường xuyên cùng ái thê đi vào Bắc Hải biết cảnh săn thú. Chẳng lẽ nói, Bắc Hải biết cảnh là nơi săn bắn của nghệ hoàng. Diệp Phúc cảm thấy khó có thể tin được, lẩm bẩm nói. Bác Hải Bí Cảnh chính là một mảnh vỡ thái hoàng thiên, mảnh vỡ thiên giới không ngờ trở thành nơi săn thú. Vị vua hoàng này thực sự xa xỉ hơn mức bình thường. Già Lam Minh Tôn cười lạnh nói, nếu không phải xa xỉ như vậy, làm sao bị thiếu khang đoạt lại ngồi vị hoàng đế? Có thể thấy được, người hoàng này cũng là một vị hôn quân. Tuy nhiên, hắn đại đà phúc tinh của lão tử ta. Hơn phần nửa trong hành cung của hắn sẽ lưu lại cho đại tôn ta di sản nhiều vô kể. Nó không chừng còn có thể có cấm bảo tồn tại. Diệp Phúc Khẽ lắc đầu, Nghệ hoàng hành cung có bảo vật, hắn tuyệt đối là tin. Tuy nhiên có cấm bảo hay không, hắn không tin chút nào. Ứng tông đạo, thành đế môn chủ, đám người này trăm năm trước đã tới Bắc Hải bí cảnh. Nếu có cấm bảo mà nói, những lão quái vật đấy có thể kiềm chế được sao? Mà những người đứng đầu thánh địa khác, hơn phân nửa cũng âm trầm tra xét Bắc Hải bí cảnh. Những người này không làm gì, chỉ phái ra cao thủ tiến tới. Hiện nhiên cũng không có tin cấm bảo của nghệ hoàng giấu bên trong Bắc Hải bí cảnh này nếu thật sự có cấm bảo mà nói, những người đứng đầu các thánh địa khẳng định sẽ tự mình giáng lâm, thậm chí sẽ thúc giục cấm bảo của môn phái mình tiến tới tranh đoạt. Đột nhiên bên trong tòa thành phía trước, một đạo tinh khí phóng lên trên cao. Trên không trung tòa thành lớn xuất hiện một pho pháp tướng lớn vô cùng. Nó há miệng giống giận một cái, huy quyền đệ xuống. Hiển nhiên là một vị tam tướng cảnh cường giả gặp phải kình địch, thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, công kích tới đối thủ lại vào lúc này ở trong thành đột nhiên là có một vầng trăng sáng dâng lên pháp tướng kia nện lên phía trên vầng trăng sáng lập tức đánh nổ nát vầng trăng này luôn diệp phúc liếc mắt một cái thì nhận ra đây là cao thủ hàn nguyệt cung phái tới gặp phải cường địch lọt vào công kích của cường giả tam tướng cảnh nhìn khí thức do pháp tướng phát ra hẳn là đệ tử của vạn kiếp môn yêu kiều hiện giờ là đệ tử của hàn nguyệt cung lần này cao thủ của hàn nguyệt cung giao thủ với người khác tình huống không lạc quan trò lắm tàn nhất định phải tới giúp thôi. Diệp Húc ánh mắt chớp động cười mà nói: Minh Tôn, người không thể xuất hiện ra ánh sáng. Nếu người xuất hiện, ta dám cam đoan mọi người sẽ cùng chung bối thủ, cùng nhau hướng người xuất chương. Không bằng người tránh trong ngọc lâu của tiểu đệ, để ta đi vào xem thế nào. nghề hoàng hành cung tức tột cùng là có bộ dáng gì? Già Lam Minh Tôn gật đầu. Hằng cổ ma vực hoàng tộc có tiếng xấu, đối lập với tất cả chủng tộc của thế giới vù hoàng, chính là kẻ thù chung của tất cả các thánh địa nếu bị người ta phát hiện, hắn là đại minh tôn vương hăng cổ ba vực, chưa đại cao thủ thánh địa vây công, hắn tuyệt đối không thể sống mà thoát khỏi bắc hải bí cảnh. Hơn nữa, lúc này trong linh cựu thanh đăng còn có rất nhiều tiễn khí của nghệ hoàng lưu lại, già la minh tôn lúc này không có nơi dung thân, chỉ có thể trốn đi thôi. Lão đệ, nghệ hoàng hành cung không biết có bao nhiêu bảo vật, làm sao có thể thiếu được đại tôn ta. Già la minh tôn hái mắt màu đỏ, xuất ra huyết quang, cười ha hả mà nói tránh ở trong ngọc lâu của ngươi. Không biết ngươi thu lại ngọc lâu lúc nào, rất bất tiện. Không bằng đại tôn ta trốn trong tử phụ của ngươi, ta có thể mượn ánh mắt của ngươi quan sát bốn phía. Bất cứ lúc nào cũng có thể lục soát thu đi bảo vật. Đại tôn, ở trong tử phụ của ta, ngươi không thể tùy ý làm vậy, hồ đoạn được. Diệp Húc chỉnh xác nói, yên tâm, ta tự có trường mực mà. Diệp Húc vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào mì tâm của chính mình. Chỉ thấy mi tâm của hắn vỡ ra, lộ ra không gian tử phủ. Già Lam Minh Tôn thân hình vừa động, hình thể càng ngày càng nhỏ, đầu nhập vào bên trong không gian tử phủ của hắn, biến mất không thấy đầu nữa. Bạch Huynh, chúng ta đi, nhìn xem nghệ hoàng hành cung thế nào. Diệp Phúc và Bạch Nam Hiền, hai người chạy về tòa thành phía trước. Không qua lâu sau, đã chạy tới bên cạnh thành, chỉ cảm thấy khí tức vô hoàng càng ngày càng nặng, trấn áp thần thể, nguyên thần, nguyên thai. Cho người có một bản lĩnh, nhưng không phát huy cho được sáu bảy thành. Lần này tiến vào Bắc Hải bí cảnh có rất nhiều cao thủ các thánh địa. Mục đích khác với đám người Diệp Húc, bọn họ chính là vì của cải nghệ hoàng, thẳng tới hành cung, cướp đoạt bảo vật trong hành cung. Nghệ hoàng thân là thượng cổ Phu hoàng, đánh cắp quốc vận đại hạ Hoàng Triều. Hắn đều lại hành cung, cho dù là tùy tiện, dùng đồ vật hàng ngày, chỉ sợ cũng là bảo vật rất tốt. Mà ba người Diệp Húc lại chạy chung quanh Bắc Hải Bí Cảnh, cướp đoạt linh khí và tài liệu mấy thứ này trong mắt của các cao thủ thánh địa cũng không phải là trọng yếu, còn ra mấy bằng vô bảo quý báu do nghệ hoàng chính tay luyện chế. Nếu không phải như thế, Diệp Phúc cũng không có khả năng dễ dàng lên được kim tiễn của nghệ hoàng. Hai người không rảnh và đánh giá cảnh trí trong thành, thẳng đi tới đệ tử Hàn Nguyệt Cung gặp nạn kia. ầm một tiếng, trong thành đột nhiên dâng lên một cái chuồng lớn trói mắt, âm âm chấn vang, chỉ thấy ký tức hủy diệt đổ ra khắp mọi nơi, phá hủy hết thảy thậm chí làm cho những mái hiên đầu son trong thành cũng bị sụp đổ đi không ít. Chuồng đất này tràn gặp thuần dương khí cực kỳ mạnh, không ngờ chỉ là một kiện thuần dương vô bảo, nhưng lại có uy năng bực này, khiến cho Diệp Húc không khỏi biến đổi sắc mặt. Nghệ hoàng hành cung được xây dựng lên hẳn là do những thợ rèn tay nghề rất giỏi trong đại thương hoàng triều dựng thành. Đừng nói là thuần dương vô bảo, cho dù là nguyên thần chi bảo cực phẩm đi chăng nữa, thì cũng không chắc có thể phá hủy được nơi đây chỉ sợ phải có tam tướng chi bảo mới có thể phá hủy được hành cung này. Mà cái chuông lớn này chỉ là thuần dương vụ bảo, mà không ngờ có thể phát huy ra uy năng tiếp cận tam tướng chi bảo. Từ điểm này đã thấy được chỗ thần kỳ của chuông lớn. Bạch Nam Hiền vội vàng tế khởi, lẽ họa cuốn của mình, chỉ thấy bức họa cuốn tròn tròn triển khai, tàn mát trong một cỗ ký tức trầm trọng vô cùng, bảo vệ hai người bọn họ khỏi cho tiếng động của chuông lớn xâm nhập đồng hoàng mục, chẳng tại thái dương thần cung các người cũng muốn đối nghịch với hàn quyệt cung ta. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, cực kỳ dễ nghe, lại mang theo hàn ý dày đặc. Nghe thanh âm như vậy làm cho người ta cảm giác như thể đối mặt với một dòng sông muôn đời đóng băng. Diệp Phúc và Bạch Nam Hiền liếc nhau, đi về phía trước. Chỉ thấy một tòa cung điện vô cùng to lớn hiện ra trước mắt bọn họ. Tòa cung điện này hẳn là nghệ hoàng hành cung. Bên trong mơ hồ có khí tức vô hoàng trầm trọng truyền tới cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này ở phía trước nghệ hoàng hành cung, Cao thủ các thánh địa tề tụ một đường. Diệp Phúc liếc mắt quét nhìn chung quanh, trong lòng không khỏi rùng mình một cái. Hắn rõ ràng phát hiện ra ma đạo nhật nguyệt tình ba cung, nguyên thủy ma tông, vạn kiếp môn, bổ thiên các, luyện khí tông và các cường giả thánh địa ma đạo khác. Ma đạo tam cung lục phái toàn bộ tới đông đủ, mà môn phái chính đạo cũng tới không ít cao thủ các thánh địa, thích Phù hai đại phái, đại phạm lâm lôi tự Tiểu Quang Bình Thánh Địa, Nho Vũ Tứ Đại Phái, Tứ Cực, Thiền Nhân, Thiền Đạo, Âm Dương, Đạo Vũ Tam Tông, Nguyên Thủy, Thái Thượng và Hỗn Nguyên cũng đều có cao thủ cả. Thậm chí yêu tộc cũng có không ít cao thủ các thánh địa tới đây. Nguyên Thủy Yêu Tông, Thiên Yêu Cung cũng có cao thủ trình diện, còn có Đại Đường Thiên Sách phủ và vài vị cường giả cùng đám người thái tử Hỷ. Nhưng người này phần lớn là Đại Vũ Tam Thần cảnh, thậm chí có không ít vị là lão quái vật Tam bất diệt cảnh cũng đi tới đây. Về phần vũ sĩ Tam Dương Cảnh, ngoại trừ Diệp Húc và Bạch Nam Hiên ra, cũng không có bất kỳ ai tới trình diện. Cho dù là đại vũ Tam Thần Cảnh, lúc này cũng bị áp chế đi non nửa thực lực, chỉ còn lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh mới có thể cảm giác như không có gì, thực lực không bị hạn chế đi bao nhiêu. Hàn Nguyệt Cung lần này phái tới ba thiếu nữ, trong đó hai người áo xanh là đại vũ Tam Thần Cảnh hợp thể kỳ, mà nữ tử áo đen đứng giữa chính là cường giả Tam Tướng Cảnh lúc này ba thiếu nữ đều bị cường giả nhiều thánh địa vây quanh, vây quanh các nàng vào chính giữa. Hai vị thiếu nữ áo xanh đã bị đánh trọng thương, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Mà nữ nhân áo đen kia lại lơ lửng trong không trung, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, dáng người nàng thon dài và yểu điệu, lông mi nàng dài, vẻ mặt xinh đẹp cũng là một nữ nhân xinh đẹp huỳnh quốc huynh thành. Tu vi của nàng hẳn đã vừa mới đạt tới được tam tướng cảnh không lâu, nhưng khí tức nghệ hoàng cũng không chút ảnh hưởng tới nàng chút nào. Thực lực của nàng có thể hoàn toàn phát huy. Đông Hoàng Mục hướng thiêu nước áo đen kia thản nhiên nói. Lộ giao già lộ sư tỷ, không phải tại hạ cố ý muốn đối nghịch với hàn nguyệt cung, mà là trong nghệ hoàng hành cung nguy hiểm rất nhiều. Vừa rồi đã có không hề ít tiền bối chết trong hành cung này rồi. Chỉ có vô pháp vô bào của hàn nguyệt cung các ngươi mới có thể khắc chế được cấm chế của nghệ hoàng lưu lại lần này chúng ta có thể thăm dò được ba tòa hành cung này hay không, phải trông cậy vào ba vị sư tỷ rồi. Diệp Húc trong lòng rùng mình, cái chuông vàng lớn kia là do Đông Hoàng Bộc Tế khởi sao? Thuần Dương Vũ Bảo có thể phát huy ra được uy lực kinh người như vậy, thực lực của hắn không thể khinh thường rồi. Lại có một đại vụ tam tướng cảnh vạn kiếp môn đứng ra, Đình pháp tướng đội trời đạp đất, thanh âm như sóng cuộn, cười lạnh mà nói, lộ dao già, Hàn Nguyệt cung các ngươi khai sơn tổ sư chính là Nga Hoàng, là thê tử của Nghệ Hoàng. Nghệ Hoàng xây dựng hành cung này là muốn lấy lòng tổ sư của các ngươi. Chỉ có vu pháp vu bảo Hàn Nguyệt cung các ngươi mới có thể ra vào hành cung này như không có chuyện gì. Không sai, lộ sư điệt. Chúng ta không phải cố ý tìm người gây chuyện, mà là do thân phận của các ngươi. Một lão quái vật bất diệt cảnh quyền thủy ma tông, vuốt lấy trỏm râu dê của mình, làm ra vẻ, cười tủm tìm nói. Bà vị sư điệt, các người trốn là không thể thoát được đâu, vẫn là ngoan ngoãn dẫn đường, miễn phải chịu khổ. Diệp Húc nghe xong một lát, lập tức hiểu được tiền căn hậu quả. Nghe Hoàng là thê tử chính là Nga Hoàng, cũng là cung chủ đầu tiên của Hàn Nguyệt Cung. Tòa thành này là nghệ hoàng xây dựng đền để lấy lòng nàng ấy. Có tầm pháp vù pháp vù bảo nhất mạch Nga Hoàng mới có thể bình an ra vào nơi đây. Bởi vậy những cường giả các thánh địa này mới lấy nhiều bắt nạt ít, với khốn ba người lộ giao giả, bực bà vị tiêu nữ này dẫn đường cho bọn mình thậm chí còn đánh họ bị thương ngay ý tứ của bọn họ đã có không ít người ý đồ muốn vào bên trong tòa hành cung này lại bị cấm chế bên trong giảo sát xem ra trình độ hung hiểm của tòa thành này chỉ sợ không kém đời hiểm ác như bản hoàng lăng chút nào đám người độ giao già hẳn là không có nguy hiểm nhưng người này nếu tính toán thăm dò nghệ hoàng hành cung sẽ không động thủ giết người diệp húc cũng thầm nghĩ đánh tàn ý nghĩ cứu viện ba người trong đầu của mình. Hắn vừa nghĩ tới đây, chỉ tên một con mọt sách Bạch Nam Hiền, hiên ngang lẫm liệt bước đi ra một bước, đi tới trước mặt phần đồng các cường giả, cao giọng khiển trách. "Chư vị tiền bối đều là những nhân vật có uy tín và danh dự, ở khiếp bà cô gái yếu ớt, rốt quần có biết xấu hổ là gì hay không, ta đều cảm giác thấy thẹn cho các ngươi nhanh chóng thả các nàng đi đi. Cái con mọt sách này, trong đồng ngực tuyệt đối toàn là thi thư đạo lý, chẳng đã không biết chữ tử viết thế nào sao. Diệp Phúc Trán toát đầy mồ hôi. Dưới cái tình huống này, chứ vị cường giả mà ra tay, cho dù già Lam Minh Tôn đã bà đầu địch thiền này, cũng không dám đối nghịch với mọi người. Con mọt sách bạch nam hiền này, tinh thần trọng nghĩa, không gần lại trực tiếp đứng ra, giáp mặt răn dạy chỉ trích người ta. Người là ai? Nguyên thần ma tông lão quái vật, khuôn mặt giả đua phát lạnh, mặt màng sát khí, điểm nhiên nói. Không sai, công tử bột là ngươi à? Có người cười khẩy nói, hai người muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân ư, hãy xưng tên ra, khiến cho chúng ta xem người có tư cách này hay là không. Nói chúng ta không biết xấu hổ, này công tử bột, người thật là to gan. Người có biết chúng ta là ai không? Người có biết là người một câu bắn, không biết bao nhiêu thánh địa hay không hả? Bạch Nam Hiên thấy thế, cũng không khỏi dùng mình bột cái, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, nắm chặt tay, ngạo nghễ nói. Ta chính là thành đế môn Bạch Nam Hiên, đệ tử quan môn của môn chủ. Hóa ra là đệ tử thành liền môn chủ, thành đế môn, khó trách, dám to mồm như vậy. Lão già tam bất diệt cảnh quyền thủy ma tông cười ha ha, nên mặt già đua điểm nhiên nói. Người có biết, người nói những lời này đắc tội với bao nhiêu thánh địa chính mà yêu không? Cho dù là sư phụ người thành liền môn chủ tiến tới đây, cũng không dám nói năng những lời như vậy. Hắn bước về phía trước một bước, lập tức làm cho người ta có cảm giác thiên địa xoay tròn cười ha hà nói. Tiểu tử quỳ xuống và vào miệng mình, hướng các vị đồng đạo ở đây xin lỗi. Lão Phu có thể làm chủ, chỉ phép bỏ tu vị của người mà tha cái chết cho ngươi. khí thế của lão dũng mãnh không gì sánh nổi, ép làm cho toàn thân cốt cách của Bạch Nam Hiền rung động liên hồi. Bạch Nam Hiền cảm thấy ít hầu ngon ngọt, ngọt, lại cố gắng kiên trì, đối kháng với khí thế của lão già này, sống chết không chịu quỳ. Vì tiền bối này không nên giận dữ, Bạch Quỳnh nói sai rồi, ta hướng tới chư vị xin lỗi thầy hắn. Diệp Phúc thấy thế không khỏi thở dài một tiếng, tiến nhanh tới phía trước, che chắn trước người Bạch Nam Hiên, thầy hắn đón tiếp khí thế của lão già tam bất diệt cảnh nguyên thủy ma tông kia đang ép tới. Hắn liếc mắt nhìn quần hùng chung quanh một cái, mỉm cười mà nói. Bạch Huỳnh nói các người không biết xấu hổ, nhưng lời này quả thực là nói sai rồi. Các người không phải không biết xấu hổ, mà rất không biết xấu hổ. Nhất là lão tiên sinh này, ngay là người không biết xấu hổ nhất đó lời vừa nói ra, không khí lập tức lắng động. Chư vị cường giả các đại thánh địa, sắc mặt đều âm trầm và đáng sợ. Nhìn thằng phong người, đột nhiên xuất hiện này. Người thanh niên mặc áo màu lam, xuất đầu thay mặt cho Bạch Nam Hiền và ba vị thiếu nữ Hàn Nguyệt Cung. Diệp thiếu bảo. Thái tử hì cắn chặt răng, vang lên những tiếng lách cách, găn ra từng chữ. Thiền sách phủ lý thiền vương thản nhiên nói. Điện hạ an tâm chờ một chút, chớ có nóng, yên lặng xem biến tiểu tử này chạy không thoát đâu. Đông Hoàng Mục ánh mắt sáng lên, nhỏ giọng cười nói, Diệp Húc, người ấy cũng tới đây sao? Hắn chính là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo sao? Lão giả Thái Dương thần cung bên cạnh Đông Hoàng Mục vẫn chưa từng mở miệng, đều nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy nói như vậy, đột nhiên mở hai mắt, hai đạo hỏa lãng từ trong mắt hắn bắn ra ngoài, làm cho hư không cháy sụp xuống, uy thế làm cho người ta vô cùng kinh sợ. Trên mặt của hắn có một vết sẹo hình như con rết, lúc này tức giận, vết sẹo màu đỏ giống như con rết bằng máu vậy, mập máy bỏ sát lên mặt hắn. Ánh mắt hung ác nham hiểu vô cùng mà nói. Tây Hoàng Mẫu từng được một kiện trọng bảo của Thái Dương Thần Cung chúng ta, hơn phân nửa ở trong Nam Thiên Môn. Nghe đồn Nam Thiên Môn ở trong tay của hắn. Mộc Nhi, chuyện này có phải là thật không? Đông Hoàng Mục nhẹ nhàng gật đầu, mặt mang thần sắc hổ thẹn mà nói. Đồn đại không có lầm đâu. Lần trước ở lĩnh Tây Quy tàng Môn, từng tính cưỡng ép cướp đoạt lấy thủ đoạn của ta hắn có thể bắt được hắn tuy nhiên lại vướng cường giả của hoàng tuyền ma tông ra tay khiến cho ta không thể không rút đi được hay hay lắm hoàng tuyền ma tông không ngờ lại mặt dày mày dạn tới trình độ này không ngờ để cho tuyệt đại cao thủ để đối phó với đệ tử tiểu bối lão giả thay dương thần cùng kia nói xong vết dạo trên mặt càng thêm rực đỏ dường như có thể nhỏ máu xuống rồi vậy cười lạnh mà nói ứng tổng đạo là loại người âm hiểm rào hoạt. Năm đó thắng hiểm ta một chiêu, lưu lại vết sẹo này trên mặt của ta, cả đời này không thể luyện hóa được nó. Nếu hắn có thể mặt mày dày dạn ra tay với người, vậy đừng trách ta phá hư quỷ cũ làm thịt cái tên tiểu tử quỷ này. Những thanh địa khác cũng lập tức nhận ra Diệp Húc, có người nghiến răng nghiến lợi, có người tim đập thỉnh thịch, hận không thể lập tức ra tay, xử lý Diệp Húc cướp đoạt nam tiền môn. Diệp Húc kẻ thù nhiều lắm, hơn nữa trên người hắn mang theo kho báo nam thiên môn lập tức hấp dẫn hết thảy lực chú ý của mọi người lên người của mình hồn nhiên quên đi tồn tại của bạch nam hiên thậm chí ngay cả ba vị thiếu nữ hàn nguyệt cung kia cũng không khỏi trợn mắt nhìn diệp húc ánh mắt các nàng nhìn lên người diệp húc trong mắt ánh sáng đảo liên tục bạch nam hiên bị mọi người quên lãng càng thêm sùng bái diệp húc tột đỉnh lẩm bẩm nói diệp huynh không hồ là nhiệt tình vì lợi ích chung nhân sinh có thể cầu được một người tri kỷ như vậy, còn cần cái gì nữa? Vị lão già tam bất diệt cảnh nguyên thủy ma tông nao nao, nét mặt già nua không ngừng run lên, cao giọng cười quái dị, tiếng cười rất khó nghe. Thật lâu sau ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Húc, ngoái ngoái lỗ tai của mình, cười ha hả mà nói. Tiểu tử, người vừa nói cái gì? Người nói lại một lần nữa cho lão phù nghe xem nào. Diệp Húc cười tìm tìm nói, lão tiền sinh, ngài là, đi chết đi lão già kia không đợi hắn nói xong đột nhiên nâng bàn tay lên hung hăng chụp xuống đỉnh đầu của diệp húc dầm một tiếng lão lực lượng rất mạnh thiếu chút nữa làm cho thường thìn sụp xuống một mảng lớn chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh tuấn anh studio kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe trong địa phương bắc hải bí cảnh thế này hư không chắc chắn hơn xa vu hoàng thế giới trong vu hoàng thế giới một quyền có thể oanh xuyên qua hư không nhưng ở trong này uy lực xa xa không thể đạt được tới trình độ xuyên không được. Đây là bởi vì nơi này là mảnh vỡ thái hoàng thiên, hư không cực đoan củng cố, không thể dễ dàng phá hủy được. Nhưng lão giả này lại một trường đè sụp thương thiên, đây là thực lực của cường giả tam bất diệt cảnh, một trường đè sập hư không, so với vu bảo gì cũng lợi hại hơn nhiều. Bàn tay to tiếp cận tới, khí tức gần như muốn đập vụn Diệp Húc. Diệp Húc vội vàng kêu lớn, ứng sư huynh còn không ra tay. Trong từ phục của hắn, Già Lam Minh Tôn vẫn mượn hai mắt của Diệp Húc đánh ra bốn phía. Nghe nói như vậy không khỏi phiền muộn. Ứng tổng đạo, cái tên bại hoại kia cũng tới đây rồi sao? Còn bà nói chứ, đây đã bảo ta ra tay hay sao? Ứng tổng đạo tới rồi sao? Đám người khác cũng kinh hãi thất sắc. Bà chữ ứng tổng đạo như có một loại ma lực kỳ lạ làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại vào lúc này, mi tâm của Diệp Húc đột nhiên vỡ ra, trong đó một nắm tay tối tăm như mực hồ một tiếng đập tới lão già kia là một cường giả tuyệt đại tam bất diệt cảnh của nguyên thủy ma tông tu vi hạn hữu có một không hai nhưng làm sao có thể so sánh được với loại hoàng tộc trong ma tộc như giả la minh tôn được dưới một kích ấy nắm tay của giả la minh tôn đã làm cho thủ trưởng của lão nổ nát hung hăng nện một kích trên người của lão lão già trong lồng ngực truyền ra những tiếng lách cách của xương vỡ trong miệng hộc máu héo mòn ngã xuống đất, bị bột kích của giả Lam Bình Tôn làm cho trọng thương rồi. Diệp Phúc tiến lên một bước, dẫm nát ngực của lão, cười lạnh mà nói, lão tiền sinh, ta không có nói sai chứ. Lão nhận ra ngài quả nhiên không biết xấu hổ nhất, không cờ ta đánh lén, đánh lén một tiểu vô sĩ tam Dương Cảnh. Những cao thủ nguyên thủy ma tông khác thấy thế, quen mắt giật giật. Đạo giả này chính là cường giả trong nguyên thủy ma tông, địa vị trong ma tông, gần với tông chủ ma tông đương đương là thái thượng trưởng đạo nguyên thủy ma tông lúc này bị một tiểu tử mấy chục tuổi dẫm nát dưới chân loại nhục nhã này quả thực đánh một cái táp rất mạnh lên trên thể diện của nguyên thủy ma tông tuy nhiên bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đây bởi vì là hung danh của ứng tông đạo rất thịnh hai trăm năm trước đại sát tứ phương giết tới các đại thánh địa không dám nổi nóng cho dù là ứng tông đạo sau khi trở thành tông chủ hoàng tuyển ma tông tu dưỡng gia tăng rất ít khi ra tay, nhưng chỉ ba chữ ứng tông đạo đủ làm cho tất cả mọi người phải kinh sợ. Năm tay màu đen ở trong mi tâm của Diệp Húc vẫn không có lui lại, mà ngược lại chụp lấy thân hình lão già nguyên thủy mà tông kia. Đột nhiên túm lấy lão già này, sau đó lui ngay vào bên trong mi tâm của Diệp Húc. Sau đó mọi người nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết mà cốt tùng thiên từ trong mi tâm của Diệp Húc truyền ra. Tiếp theo là tiếng nhai nuốt phát ra làm cho mọi người dựng tóc gáy. Ăn, ăn. Một vô sĩ trừng to hai mắt, mở lớn miệng, kinh hãi muốn chết, thật thành nói. Lã mà đầu ứng tông đạo này, thật sự là người thích ăn thịt người trong truyền thuyết. Thay thượng trưởng đạo nguyên thủy mà tông, đồng, đồng bách duyên, đồng trưởng đạo không ngờ bị ứng lão ma ăn tươi nuốt sống. Mọi người sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, bọn họ nguyên cũng nghe tin đồn về ứng tông đạo. Ứng tông đạo nằm đó đại sát tứ phương, có tin đồn là ứng ma đầu này chính là một đại ma đầu ăn tươi nuốt sống người khác. Bọn họ, Nguyên vẫn chỉ coi đó là một chuyện cười. Không ký tới lần này, thực sự nhìn thấy ứng tông đạo, lão ma đầu này thật sự ăn thịt người. Hơn nữa, lại ăn luôn một tuyệt đại cường giả tam bất diệt cảnh. Đã thấy qua hung tàn, nhưng chưa từng thấy hung tàn nào sánh bằng lão ma đầu này. <laughs> ứng tông đạo rất giỏi sao? Bên người đồng hoàng mục, Vị lão giả thái dương thần cung mở to mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào mi tâm của Diệp Húc. Ánh mắt của hắn dường như có thể nhìn thấu tử phủ của Diệp Húc, xem hết bí mật ẩn giấu bên trong không gian tử phủ. Diệp Húc trong lòng cả kinh, nếu lão giả này ánh mắt có thể xuyên thủng tử phủ của hắn, thế tất nhiên có thể nhận ra được người một quyền đánh cho lão giả kia chết khiếp, sau đó ăn luôn, căn bản không phải ứng tông đạo, mà là đại mình tồn vương ở hàng cổ ma vực. Tới lúc đó, chỉ sợ hắn trăm tử vô sinh, tuyệt đối sẽ bị mọi người vây công cho tới chết. Vị đạo giả tay dương thần cung kia cười ngạo nghễ, lạnh lẽo nói, nếu là ứng tông đạo ra tay, Vì sư huynh quyền thủy mà tông này trên ngày lập tức rồi, có thể thấy được bên trong mi tâm tiểu tử này, căn bản không phải là bản thể ứng tông đạo, có thể là một đạo phân thân của ứng tông đạo mà thôi. Mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đúng là không chút nghi ngờ lời của lão giả này. Dù sao người ở đây cũng rất nhiều, chỉ có vị đạo giả tay Dương Thần Cung này là đã từng chiến đấu với ứng tông đạo rồi, lời của hắn quả quyết không có sai đâu. Hơn nữa, ứng tông đạo ăn thịt người, chuyện này nói ra thật sự nghe rợn cả người, nhưng nếu là phần thần của ứng tông đạo ăn thịt người thì lại khác, cũng không quá kỳ quái như vậy đâu. Dù sao hóa thân của vũ sĩ Thiền Kỳ Mách Quái, có người thậm chí còn đem thượng cổ yêu thú luyện chế thành thần ngoại hóa thân, vì theo đuổi hùng mạnh, thường thường giữ đại yêu tính của yêu thú khi yêu tính tại phát, ăn thịt người cũng không hiếm thấy. Nói thật là, nếu bản thể ứng tông đạo ra tay, bọn họ căn bản không dám có chút ý đồ gì với Diệp Phúc cả. Nhưng nếu chỉ là một khối phần thân của ứng tông đạo, đủ cho rất nhiều người bí quá hóa liều. Diệp Phúc cũng nhẹ nhàng thở ra, vì đạo giả Thái Dương thần cung này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn không mạnh mẽ tới mức nhìn thấu không gian tự phụ của hắn. Thành nhiên nói, ứng sư huynh một khối phần thần cũng là hoàng tuyền thánh tông tông chủ một khối phân thân của hắn giết chết vài vị cường giả tam bất diệt cảnh chỉ sợ không nói chơi mọi người trong lòng dùng mình không nói thêm gì nữa diệp phúc nói đúng ứng tông đạo là cao thủ nhân hoàng kỳ cho dù là một khối phân thân cũng có thể xử lý được vài vị tuyệt đại cường giả tam bất diệt cảnh ứng tông đạo một khối phân thân cũng có thể lợi hại như vậy sao có thể giết sạch mọi người chúng ta ư chẳng lẽ hắn là vu hoàng người khác tin, hạ gia ta không tin. Hư không kịch liệt rùn dậy, hạ gia khống chế thiên đỉnh âm ầm giáng xuống, rơi vào bên trong thành, xuống phía trước cung điện. Thiên đỉnh này, dù sao cũng không phải là thiên đỉnh chân chính, mà là phòng chế phẩm mà thôi. Lúc này ở trong hành cung, nghệ hoàng, bắc hải bí cảnh, cũng bị khí tức vu hoàng và khí tức thiên giới áp chế, không còn to lớn như trước đây nữa. Tuy nhiên đại địch này, uy năng cũng không thể khinh thường. Nếu thúc giục toàn bộ thực lực, đánh chết cường giả tam bất diệt cảnh cũng không đó chơi. Trung châu hạ gia có nhiều cường giả từ trong định đối đuôi nhau đi ra, nhân số không ít. Trường giả cầm đầu đám người hạ gia hướng tới Diệp Húc, hơi hơi chắp tay, cười lạnh nói. Ứng sư huynh, không phải hạ gia ta không để cho người mặt mũi, mà là nghệ hoàng hành cung. Hôm nay hạ gia ta, tình thế bắt buộc phải vào. Ba người nữ đệ tử hàn nguyệt cung này, bất kể thế nào cũng phải dẫn đường cho hạ gia ta hôm nay hôm nay hạ bỗ nói hơi quá, ngày khác sẽ tự bình tới nhà tạ tội, xin lỗi ứng sư huynh. Lời này của hắn hiển nhiên không phải nói với Diệp Húc, mà là với hóa thân ứng tông đạo trong vì tầm của Diệp Húc. Về phần xin lỗi, chỉ là khách khí mà thôi. Hạ gia vô cùng kiêu ngạo, cho dù thực sự đối lý, cũng không tới nhà mà xin lỗi người khác. Diệp Húc không khỏi khó xử, quay đầu nhìn về phía ban nữ đệ tử Hàn Nguyệt Cung. Nếu hắn tùy ý làm bậy những cường giả này chỉ sợ lập tức ra tay đánh chết hắn cùng hóa thần ứng tổng đạo sau đó bắt giữ đệ tử Hàn Nguyệt Cung tiến vào hành cung nghệ hoàng hiểu được áo đen lộ dao rà chân thành tiến lên thì đệ với Diệp Húc và Bạch Nam Hiền nọ giọng nói đã ta đại sư Huỳnh ra tay cứu hộ ba người sư vội chúng ta tuy rằng bất tài nhưng cũng không thể khiến cho hai vị sư huynh mạo hiểm vì chúng ta nàng ngẩng đầu lên cười lạnh nói chứ vị nếu các người muốn tiến vào nghệ hoàng hành cung vậy thì đi theo ta đi lộ giao già cùng hai đứa đệ tử hàn nguyệt cung cất bước đi vào bên trong hành cung nghệ hoàng các cường giả các thánh địa liếc nhau đứng dậy đi theo các nàng vào trong hành cung diệp huynh chúng ta muốn đi vào hay không bạch nam hiền nhỏ giọng nói diệp phúc cân nhắc một chút lắc đầu nói nơi này tuyệt thế cường giả đồng lắm tuy tiện một người chúng ta cũng không phải là đối thủ chỉ tính lão quái vật tam bất diệt cảnh đã có tới bảy tám người rồi cường giả tam tướng cảnh có tới mười mấy người lòng xả hỗn tạp. Ta phòng chừng nghề hoàng cung cực kỳ là cũng không có bảo vật gì trọng yếu. Chúng ta tốt nhất là không nên tham dự vào vũng nước đục này. Thành thản ổn định ở bên ngoài, cướp đoạt một ít bảo vật thì hơn. Chu Thiên Tinh Cung, Thạch Sư Huynh, không biết lệnh đệ có mạnh khỏe hay không. Thái tử hỉ cười ha ha một cái, không biết vô tình hay cố ý, liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái, hướng Thạch Tinh Hải cười nói. Trong bản hoàng lăng, Lý Bộ đã từng chứng kiến để đệ Thạch Tinh Vân đệnh đệ cảnh ngộ không ổn đâu bị diệp huynh đắm trong tay thậm chí còn bị tiểu Quang bình thánh địa đàm phương sơn đàm huynh đánh cho trọng thương thạch tinh hải và nhiều cao thủ của chu Thiên tình cung đang định tiến vào nghệ hoàng hành cung nghe vậy lập tức dừng chân ánh mắt đều nhìn về phía của diệp húc sắc mặt tức giận âm trầm đến đáng sợ diệp Phong chủ xa đệ trả người non giả nếu có nơi nào mạo phạm xin bởi diệp Phong chủ rộng lượng cho thạch tinh hải trên mặt hiện lên bột đạo thanh quang lập tức khôi phục lại như cũ nhìn về phía diệp phúc như cười như không mà nói không biết diệp phong chủ muốn cái gì mới có thể thả xá đệ của ta ra đây diệp phúc trong lòng trầm xuống biết thạch tinh vân ở trong tay của hắn Ngoài trừ thái tử sơ thì đó là thái tử hỷ thái tử sơ đã chết bị thủy hoàng đế mượn xác hoàn hồn hắn vẫn không có để chuyện này ở trong lòng tuy nhiên lại xem nhẹ thái tử hỷ rồi Thái tử Hỷ có thể chạy trốn trong tay Thái tử Sơ, thực lực không kém. Người đang nhìn giống như quân tử đồn hậu vô cùng, giống như một thế hệ minh quân. Nhưng tầm cờ của hắn không kém so với Thái tử Sơ. Lúc này nhắc lại chuyện xưa, đơn giản là tạo thêm phiền toái cho Diệp Húc. Hơn nữa phiền phức không chỉ có một. Không biết đệ tử tiểu quang minh thánh địa của ta, Đàm Phượng Sơn đang ở nơi nào? Một trường giả tiểu quang minh thánh địa nghe thanh như vậy, liền vọt tới, đang đăng sát khí, cười lạnh nói mong rằng diệp phòng chủ có thể thông báo cho ta một tiếng thái tử hỉ vẻ mặt mang theo bi ai cực độ rơi lên mà nói đáng thương đàm huynh và diệp huynh không bình đánh giá kỹ kém một bậc không chỉ bị diệp huynh đánh thành thịt vụn thậm chí ngay cả nguyên thần quỷ ngưu và cú mang đã bị diệp huynh nuốt trọn đàm huynh cú mang nguyên thần hẳn là nguyên thần thiên thiên ngũ hành của ốc khánh sơn ốc huynh chứ hả đáng thương Ông Khánh Sơn Huỳnh đệ chết thảm trong danh Diệp huynh, thậm chí ngay cả người kế thừa di trí của hắn, Đàm Phượng Sơn Đàm huynh cũng không thể trốn thoát khỏi vận rủi này. Hai vị nhân tài kiệt xuất cứ như vậy mà ngã xuống, thật sự làm cho người ta phải rơi lệ mà than tiếc. Nhiều cao thủ của tiểu Quang Bình Thánh Địa sang mặt âm trầm, một cỗ sát khí phóng lên trên cao. Thái tử Hỷ lắc đầu cảm thán thở dài nói, Diệp Huỳnh tu luyện nguyên thủy, vạn hóa, quỳ nguyên kinh của nguyên thủy yêu tông so với yêu tông thất thánh còn muốn cao mình hơn. Quả thực là làm cho người ta tật tật lấy làm kỳ quái. Hơn nữa, Diệp Huynh cửu chuyển nguyên công cũng tu luyện theo hoàn cảnh cao thâm vô cùng. Vạn kiếp vô lượng tâm kinh cũng tu luyện tới độ cao, làm cho người ta phải nghẹn họng nhìn trần trối. Diệp Huynh một người kiêm nhiều pháp môn còn có thể tinh tiến như vậy, khiến cho lý mỗ không thể không kính nể. Tiểu bối, người tu luyện nguyên thủy vạn hóa quyền nguyên kinh của yêu tông ta sao? Khó trách tù vị của người lại tăng vọt nhanh chóng tới như vậy. Từ một hạng người vô danh tiểu tốt nhảy lên thành vô sĩ tam dương cảnh. Bà lão yêu quái tam tướng cảnh, quyền thủy yêu tông nghe vậy, lập tức dừng chân, ánh mắt sáng như điện, nhìn thẳng về phía của Diệp Húc. Các thủ vạn kiếp môn cũng dừng lại, bộ mặt âm trầm. Diệp Húc thầm nhủ không xong rồi. Những thanh địa này quan hệ vốn cực kỳ tinh tế. Tuy chẳng biết rõ Diệp Húc thần mang trọng bảo, nhưng lại ngại một khối thân ngoại hóa thân của ứng tông đạo trong tử phủ của hắn bởi vậy tính toán liệu sự mà làm việc tuy nhiên hiện giờ diệp phúc làm cái gì đều bị thái tử hỷ điểm ra những thánh địa này chỉ sợ không chịu nổi chính cái thấy thái tử hỷ tiếp tục lẩm bẩm lầu bầu cảm thán vô cùng đói. diệp huynh thần kiềm tầm pháp các đại thánh địa thực lực mạnh mẽ đáng sợ thiên nhân tông dư nhân kiệt dư sư huynh tu vi cao thầm cỡ nào không ngờ cũng thua trong tay của Diệp Huynh, thì cốt không còn, bị chết vô cùng thê thảm, làm cho người ta cảm thán không thôi. Ta à, còn nghe nói, hạ gia vài vị thiên tài cũng thua dưới tay của Diệp Huynh, khiến cho Diệp Huynh đạt được tâm pháp của hạ gia thậm chí còn luyện chế chín khẩu đại đỉnh. Hạ Tùng Giang tiền bối cũng thua ở trong tay hắn, ôm hận mà chết. Hắn cảm thán mà nói, Diệp Huynh thật như có trời trợ giúp, một người độc chiếm kho báu Tây Hoàng, đang được nam thiên bồn, lại được hai vị công chúa thiên yêu cung ưu ái tương lai trở thành con rể thiên yêu cung tay lại cầm kho báu tây hoàng bảo vật trong đó tùy hắn lấy thực sự làm cho người ta cực kỳ hầm mộ không thôi thậm chí nói không chừng còn có thể luyện chế cửu đỉnh mới thay thế hạ gia cửu đỉnh cũng không phải là không có khả năng thiên nhân tông và các môn phái khác lúc này cũng bất chấp tiến vào hành cung nghệ hoàng tất cả đều dừng lại mấy vị cường giả của trung châu hạ gia liếc mắt nhìn nhau ngăn lại đám người độ giao xà, hướng Diệp Húc nhìn lại. Trường đạo tam bất diệt cảnh giả nhất, như cười như không mà nói. Diệp Phong chủ, hạ gia đệ tử của chúng ta giao thủ với người, bị thua thần tử, kỹ không bằng người cũng không có gì đáng trách. Tuy nhân mong rằng Phong chủ có thể giao ra tâm pháp và vô bảo hạ gia, miễn cho bị thương tê hỏa khí của Trung Châu hạ gia và Hoàng Tuyền Ma Tông. Hắn nhìn thẳng vào mi tâm tử phủ của Diệp Húc, cười ha ha mà nói. Ứng tổng chủ, người đó đề nghị này của hạ mẫu thế nào? ý tứ của hắn không thể nghi ngờ là diệp húc giao cho cửu đình bản thân luyện chế, sau đó hủy bỏ tâm pháp hạ gia mà diệp húc tu luyện. một vị lão xả của vạn kiếp môn đứng ra, thanh âm già nua gật đầu nói: không sai, ứng tông chủ, người tuy rằng rất mạnh, nhưng hiện giờ chúng ta liên kết lại dễ dàng có thể trấn tử được ngươi. mong rằng ứng tông chủ không nên cạnh mạnh, vạn kiếp môn ta không phải là bức người quá đáng chỉ hy vọng ứng tông chủ có thể chủ trì công đạo phế bỏ vạn kiếp vô lượng tâm kinh trên người tiểu tử này đi ngoài trừ vạn kiếp vô lượng tâm kinh ra còn có cửu truyền nguyên công của tiểu quang Bình thánh địa ta nguyên thủy vạn hóa quyền nguyên kinh chính là bí mật bất truyền của nguyên thủy yêu tông ta làm sao có thể truyền tới tay người ngoài chứ tất cả mọi người nhao nhao lên tiếng dường như đang đòi một món nợ không thể nào đòi được